Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia vào cái dự án là Sao 3. Thì đây là một dự án làm về nền tảng Marketplace MST nha các bạn. Thì cái dự án này được xây dựng trên hai mạng lưới, đó là Aptos và mạng lưới Solana. Thì hiện tại thì bên mạng lưới Aptos nó đang có chương trình đó là tham gia testnet và nhận MST. Thì nói sơ qua về cái dự án này, thì cái dự án này là một marketplace, nó sẽ cho các bạn đó là tạo NFT hoặc là tạo cái bộ sưu tập riêng cho các bạn, và các bạn có thể là bán hoặc là mua ở trên cái nền tảng này ở trên mạng lưới App Store. Thì cái marketplace Sao 3 này thì nó cũng tương tự như là market OpenSea nha các bạn, nó cũng tương tự như vậy thôi. Ok, thì hiện tại thì nó đang launcher ở bên là Delnet của mạng lưới App Store, thì nó cho chúng ta là tham gia và chúng ta sẽ nhận được là một cái NFT Genesis Wallet Spot này. Thì tham gia vào đây cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần làm dịch vụ và các bạn là tạo NFT rồi đăng bán là xong thôi nhé. Ok, thì trước tiên đi vào thì các bạn cần phải có ví App Store. Thì bạn nào mà chưa có ví App Store đấy, cái quý này mà thì cái quý này thì hôm trước mình đã hướng dẫn nhiều lần rồi. Bạn nào mà chưa đã làm những cái dự án testnet trước đó nha, những bạn nào mà đã làm mà cái dự án những cái testnet app cái net trước đó thì chắc chắn cũng đã có quý rồi. Còn bạn nào mà chưa làm thì có thể là mình để lại cái link tạo quý bên dưới phần mô tả video, các bạn tải quý và các bạn thêm vào Chrome của các bạn rồi các bạn tạo quý thôi nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn là tham gia vào cái testnet của cái dự án Sao 3 này. Thì cái đầu tiên là các bạn cần phải làm, đó là các bạn cần phải là chat trên bot nhé. Đầu tiên là các bạn phải chat trên bot. Thì trên bot Sao 3 Master này các bạn nhấn vào Start. Trên bot thì các bạn nhấn vào Start. Rồi tiếp theo đó thì các bạn nhấn vào Continue. Ok, sau đó thì nó yêu cầu các bạn là nhập lại captcha. Thì các bạn nhập lại cái đoạn mã captcha trên đây thôi. Rồi gửi cho bot. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta làm cái nhiệm vụ đó là đầu tiên là join Telegram. Thì các bạn nhấn vào đường link Telegram của họ này, chúng ta join này. Sau đó các bạn quay trở lại bot, chúng ta tiếp tục join vào kênh channel, các bạn nhấn vào link channel rồi các bạn join thôi. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot, các bạn nhấn vào nút don. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta cần làm cái nhiệm vụ sau. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là follow từ Twitter này và vote lại từ Twitter này, và tiếp theo vote lại từ Twitter và tag ba người bạn kèm với cái địa chỉ quý Aptos của các bạn, rồi copy lại cái link bài viết đó các bạn dán cho khai báo cho bot. Ok, các bạn nhấn vào đường link từ Twitter của họ nhé. Trên từ Twitter của họ các bạn nhấn vào nút follow. Sau khi các bạn follow xong thì ok, sau khi các bạn follow xong thì các bạn kéo xuống bên dưới thì ở cái bài viết đã ghim của họ này, các bạn tiến hành like cái bài viết đầu tiên các bạn. Sau đó các bạn tiến hành ấn vào nút chia sẻ, các bạn chọn phần vote tờ with, tờ with là bằng bình luận ấy. Ok, tiếp theo đó thì các bạn tag ba người bạn vào đây. Sau khi tắt xong thì các bạn xuống hàng, các bạn copy lại cái địa chỉ quý Aptos của các bạn nhé. Các bạn mở cái quý Aptos ra. Ok, sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ quý Aptos của các bạn, rồi các bạn dán vào cái bài viết này luôn. Rồi chúng ta chia sẻ lại nhé. Ok, các bạn nhấn vào phần tweet chúng ta đăng lại bài viết này. Sau khi đăng xong thì các bạn vào phần profile. Tiếp theo đó thì các bạn chọn qua phần là tweet và reply, các tweet và đã trả lời ấy. Sau đó các bạn copy lại cái link bài viết mà các bạn vừa chia sẻ kèm tag ba người bạn này, thì ở dưới bài viết nó có dấu mũi tên lên, các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn chọn phần copy link to the viết. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link bài viết của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, đợi mình tí nha, mình dịch ra cái dòng này thử nó báo lỗi các bạn.
Đợi mình tí nhé, mình sẽ từ quýt lại, mình sẽ không tát ba người bạn. Ok các bạn lưu ý này, thì ở cái nhiệm vụ từ Twitter ấy thì các bạn lúc mà các bạn chia sẻ, các bạn đừng tag ba người bạn nhé. Các bạn đừng có tag ba người bạn này nhé. Các bạn chỉ cần là vote từ tweet này. Các bạn chỉ cần vote từ tweet và điền lại cái địa chỉ ví của các bạn thôi nhé, các bạn không cần tag nhé. Các bạn chỉ cần điền cái địa chỉ ví của các bạn rồi thôi. Rồi các bạn copy lại cái link bài viết đó, các bạn khai báo cho bot là được nha. Ok thì trên bot chúng ta đã xong nhé. Các bạn có thể nhấn vào phần view valid address này, các bạn xem nhé, nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn mà các bạn đã khai báo thôi. Nó tự nhận dạng cho các bạn luôn nha. Ok, tiếp theo thì trên bot nó sẽ có một link red, thì các bạn có thể là lấy link red đi tìm bạn bè nha. Đây các bạn nhấn vào phần referral link, nó sẽ hiện ra cái link red của các bạn thôi. Ok thì đó là nhiệm vụ trên bot, và nhiệm vụ tiếp theo đó là nhiệm vụ ở trên web. Thì cái nhiệm vụ ở trên web thì chúng ta cần phải là làm các chúng ta connect valid và chúng ta làm min các làm cái nhiệm vụ trên trang web này. Thì mình cũng nhắc lại đó là này, điểm mà thì trên này các bạn sẽ nhận được điểm boy nhé. Thì cái điểm boy mà các bạn sẽ kiếm được là thì nó sẽ đặt lại hàng tuần nha các bạn, nó sẽ đặt lại hàng tuần. Có nghĩa là cái mạng lưới Aptos á, ở phần ở mạng lưới Delnet này này, nó sẽ reset lại hàng tuần, cho nên là cái những cái giao dịch ở trên ví nó sẽ mất đi, nhưng mà nó sẽ không mất luôn nha các bạn, cho nên là nó sẽ snapshot cái điểm của các bạn lại hàng tuần luôn nha. Cho nên là các bạn khi mà các bạn tham gia, các bạn không có sợ mất cái boy của các bạn nha. Thì cái điểm boy này sau này các bạn sẽ được là đổi thành là boy SNFT và có thể được giao dịch tự do này nha. Tính năng sẽ được cung cấp sớm này. Thì boy NFT sẽ được chụp nhanh qua trước mỗi lần thiết lập lại Delnet hàng tuần và sẽ được triển khai và gửi cho chủ sở hữu sau mỗi lần đặt lại nha. Ok thì trên bot, sau khi các bạn làm trên bot xong thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video, nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Thì đây là cái giao diện của cái dự án thôi, đó là saobot.com/start này. Thì giao diện này các bạn nhấn vào nút connect, các bạn connect với lại cái ví Aptos của các bạn. Ok thì sau khi các bạn connect xong thì sau khi các bạn connect xong thì sẽ hiện ra được cái địa chỉ ví của các bạn và sẽ hiện ra cái hình hộp quà trên đây. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái hình hộp quà trên đây thôi để chúng ta là file cache nhé. Ok thì ở đây thì Aptos file cache, thì ở phần này thì các bạn không cần file cache đâu, tại vì ở trên ví Aptos nó có phần unwrap này, nó có file cache sẵn này nhé. Có nghĩa là chúng ta cái file cache cái này các bạn chỉ lấy file cache để lấy cái đồng ABT để chúng ta làm phí giao dịch thôi. Thì đây là Delnet mà, testnet mà. Còn bạn nào muốn file kẹt thì nhấn vào nút file kẹt này nhé, nó sẽ gửi cho các bạn là 20 đồng ABT. Ok, sau khi các bạn connect xong thì các bạn kéo xuống bên dưới ở phần mục task này, nó sẽ có những cái nhiệm vụ để chúng ta làm, đó là buy ở sau 3 Delnet và list. Buy có nghĩa là các bạn mua lại những cái NFT mà chúng mà những người khác đã đang đang bán, và còn list có nghĩa là các bạn bán lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm được cái task 1 này. Thì task 1 thì các bạn nhấn vào nút go với mình nha. Task 1 này thì mỗi ngày nó sẽ cho các bạn đó là 5 boy. 5 boy có nghĩa là các bạn cần phải là mua 5 lần và bán 5 lần nha. Ok thì ở phần buy này này thì các bạn nhấn vào nút go. Sau đó thì sẽ dẫn các bạn đến cái trang market của họ này. Thì trong này các bạn cần mua nhé. Mấy thằng này nó bán mắc quá các bạn, nó bán giá trên trời dưới đất không à, testnet mà nó làm như mainnet mà nó bán giá trên trời rồi. Ok thì ở phần này thì các bạn mua những cái đây này, các bạn mua những cái hình này nè nha. Thì nếu mà đối với cái những các bạn nào nó bán giá cao này, đây cái giá nó bán này 20 triệu Aptos này, thì các bạn mở cái ví Aptos của các bạn ra, các bạn file kẹt cho đủ nhé, các bạn file kẹt cho đủ là 20 triệu nhé. Thì kênh nó yêu cầu nhiệm vụ là nó yêu cầu các bạn cần phải mua 5 cái, thì các bạn cần phải mua 5 cái có nghĩa là hơn 60 triệu vậy. Cái này file kẹt hơi hơi lâu các bạn ạ. Thì ở trên ví của các bạn chỉ cần nhấn vào nút unlock thôi nha, nó sẽ cộng cho các bạn lên này
Mỗi lần các bạn nhấn thì nó sẽ cộng 20.000 Aptos lên cho các bạn. Các bạn file kẹt lên cho đủ là 20 triệu này. Đấy. Ok, thì sau khi các bạn ở đây mình sẽ hướng dẫn thôi, mất thời gian quá. Thì các bạn chỉ cần file kẹt cho đủ là 20 triệu nhé. À, còn không ấy thì các bạn ở trên trang web của họ nó có hình hộp VR này này. Các bạn nhấn nhanh nhanh nhé, các bạn nhấn vào hộp VR này, sau đó các bạn nhấn vào nút Aptos file kẹt, các bạn nhấn nhiều lần cho nhanh. Đấy. Nha, nó sẽ gửi cho các bạn nhiều thôi, cho nhanh thôi. Còn trên quý nó hơi lắc. Nha. Trên đây này. Ở phần hộp VR màu cam cam màu vàng vàng này, các bạn nhấn vào rồi nó sẽ hiện ra Aptos file kẹt, các bạn nhấn nhấn nhiều lần lên thì nó sẽ gửi cho các bạn thôi. Thì khi nào mà đủ 20 triệu thì các bạn cần phải file kẹt nhiều nhá. Thì 5 lần nghĩa là gần 1 tỷ các bạn ạ nhá. 20 triệu mà. 5 lần à 100 triệu giống mình nhầm, 100 triệu nhá. Mua 5 NFT và list 5 NFT. Các bạn file kẹt đây, các bạn file kẹt đủ 100 triệu thôi. Nhá, 100 triệu thì ở đây là mình 1 triệu mấy rồi nè. File kẹt hơi lâu ấy, ở đây mình hướng dẫn thôi. Ok, bây giờ mình sẽ file kẹt luôn đi, tại vì mình không đủ để mình mua nè. File kẹt khá là lâu luôn các bạn. Nó bán giá như này thì sao mà mua cho được. 600 triệu. Light to house 2, low to high này, từ giá từ thấp đến cao này. Nó bán 19 triệu này. Đây. Nó bán như này là thì làm sao mà mua. Đủ mà mua. Các bạn phải thao kẹt nhá. Thao kẹt nhiều lần lên. Mới 2 triệu thôi. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mà mua này. Thì để mua thì các bạn nhấn vào đây này, sau khi các bạn file kẹt đủ 20 triệu á hoặc là 100 triệu thì các bạn nhấn vào nhé. Các bạn có thể là nhấn vào nút add to cart này hoặc là các bạn nhấn vào nút buy now này nhá. Thì ở đây là do quý mình chưa đủ, mình file kẹt chưa đủ cho nên là nó hiện là transaction fail, có nghĩa là balance chưa đủ này. Thì để mua đủ 5 cái, các bạn file kẹt đủ 5 cái thì các bạn ở trên mỗi NFT nó có nút là a giờ cạc này, các bạn nhấn vào đấy, các bạn a giờ cho đủ 5 cái này đấy, 4 5 đấy. Sau khi ai rồi xong rồi, ở phía ở phần mai kẹt này này, có nghĩa là các bạn đang thêm vào danh sách đó, thì ở đây thì các bạn sẽ bay, nó sẽ tính tổng cho các bạn đó là 5 NFT là các bạn mua bao nhiêu, thì các bạn chỉ cần nhấn nút bay thôi nhá, rồi các bạn xác thực ở trên ví là xong thôi nhá. Đấy, như vậy là xong. Thì sau khi các bạn xong thôi, sau khi các bạn mua xong rồi thì các bạn có thể là các bạn đã hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên này, nhiệm vụ là buy này nhá, đây này, mua này. Và tiếp theo đó là list. List có nghĩa là gì? Thì sau khi các bạn mua xong á thì các bạn qua, sau khi các bạn mua xong ấy thì các bạn nhấn vào nút go, các bạn quay trở lại ở phần nhiệm vụ list này, các bạn nhấn vào nút go này. Đấy, thì list thì để list thì các bạn chỉ cần lấy những lấy 5 cái NFT mà các bạn vừa mua xong ấy, các bạn list lên thôi nhá. Còn ở đây thì mình đã có sẵn những cái NFT mà lúc trước chúng ta đã làm thế đấy lúc trước này. Các bạn có thể là list luôn nhá. Này, list to sell này, các bạn chỉ cần nhấn vào thôi. List to sell này. Được 5 cái nè. Đấy. Rồi sau đó thì các bạn nhấn nút continue list nè. Rồi các bạn đặt price ở phần price listing này, có nghĩa là các bạn đặt giá cho cái này là bao nhiêu ấy nha. 20 triệu đấy. Đặt hoa ai mua luôn. 123 123. Ok. Ok, các bạn đặt mỗi cái là 20 triệu. Các bạn chỉ cần đặt thôi là hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ok, sau đó các bạn đặt xong thì bên đây các bạn nhấn nút continue list nhá. Thì tổng 5 con này các bạn đặt đó là 97 triệu. Các bạn khi mà người ta mua thì các bạn sẽ thu lại được 97 triệu. Phí là 3 triệu rồi nhá. Ok, các bạn nhấn nút continue list, sau đó cái quý nó sẽ tự động mở ra và nếu cần các bạn xác thực. Và phí là 148 đồng ABT. Ok, các bạn ấn approve. Ok, nhưng mà như vậy là mình đã list thành công. Ok, sau khi list xong thì các bạn có thể là quay trở lại các bạn có thể là quay trở lại trang trước hoặc là các bạn nhấn vào hộp VR này. Sau đó các bạn nhấn nút Wallet Event này, nó sẽ tự động dẫn các bạn đến cái tab hồi nãy lại thôi nha. Ờ, như vậy là cái nhiệm vụ sale các bạn này. Cái nhiệm vụ sale này thì nó chỉ dành cho là các bạn mua những cái con NFT 3 của họ thôi nhá, sau 3 Delnet này nha.
Thì các bạn nhớ phao kẹt cho đầy đủ, rồi các bạn mua cho đủ 5 cái đó, rồi các bạn dùng 5 cái đó các bạn bán lại, các bạn list lại là xong thôi. Là đủ là hai cái nhiệm vụ này hoàn thành. Ok, tiếp theo đó thì các bạn kéo xuống cái task 2. Task 2 đó là chúng ta là làm được 800 boy này. Thì đó là chúng ta là vote to with lại bin unread và okay, thì cái này là cái nhiệm vụ Discord chúng ta vừa làm và nó tự động sau khi các bạn connect xong ấy. Sau khi các bạn connect xong thì nó sẽ tự động hoàn thành cho các bạn luôn nhá. Thì cái địa chỉ quý mà các bạn connect hồi nãy các bạn khai báo trên bot đó, sau khi các bạn connect thì nó tự động nó xét duyệt, nó check và nó tự động hoàn thành cho các bạn luôn, các bạn không cần làm. Còn nhiệm vụ Discord này thì nó chưa mở nhá, Comment này nó chưa mở. Ok, những cái nhiệm vụ nào mà nó ghi don như thế này này là chúng ta đã hoàn thành nhá. Còn cái nhiệm vụ task 1 này này là mỗi ngày các bạn qua đây các bạn mua và list lại nhá. Các bạn mua NFT của họ này. Rồi các bạn list lại là mỗi mỗi ngày sẽ được 5 lần thôi nhá. Được 10 boy thôi. Tiếp theo đó là link red này. À thì đây là tuyển red thì get get red for link, thì ở phần này nó sẽ có link red, thì link red trên bot đó các bạn ạ. Nhá. Ở trên bot nó có link red, hồi nãy nó có link red đó, các bạn nhắm vào ở trên con bot ở trên Telegram á, các bạn nhắm vào phần red for link này này. Thì sẽ có link red, thì các bạn có thể là lấy link red của các bạn đi tuyển thêm bạn bè để nhận thêm boy nhá. Và mát mát là 10 red thôi. Ok, và cái đó là nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ cuối cùng đó là Resend new and update thumbnail. Ok, nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ nhận được là 600 boy. Thì nhiệm vụ này cũng đơn giản thôi, các bạn nhấn vào nút go. Thì sau khi các bạn nhấn vào nút go xong thì nó sẽ dẫn các bạn đến xuống gần cuối trang. Thì ở phần cuối trang này nó sẽ có phần sprite này, thì các bạn chỉ cần điền lại cái email của các bạn thôi. Ok, sau khi các bạn điền lại cái email của các bạn xong thì các bạn nhấn vào nút sprite để chúng ta nhận thông báo từ dự án đó các bạn. Ok, thì sau khi các bạn nhấn sau khi các bạn sprite xong thì các bạn có thể là kéo lên lại bên trên. Các bạn sẽ thấy nó ở phần cái task thứ tư này nó sẽ tự động hoàn thành là rút don đâu nè. Nó được cộng 600 boy. Là sau khi các bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ các bạn sẽ nhận được là 1400 boy nhá. Ok. Những cái thằng top này nó hiện tại nó chỉ có 1720 thôi. Cũng khá là người ít người tham gia các bạn. Ok các bạn, thì ở phần chỉ có cái task 1 nhưng các bạn chỉ có cái task 1 này này. Thì hàng ngày các bạn vào đây nhé, các bạn hàng ngày vào đây, các bạn có thể bạn nào mà rảnh thì hàng ngày các bạn vào đây các bạn ấy. Các bạn mua 5 NFT của họ rồi các bạn bán lại NFT của họ thì nó sẽ hoàn thành, nó sẽ cộng 10 boy cho các bạn thôi nhá. 5 năm là 10 boy này nhá. Mỗi ngày là các bạn sẽ nhận được thêm 10 boy. Còn bạn nào mà muốn chích á, bạn nào muốn chích hay là đi tiền red thì có thể là ở trên bot các bạn nó có link red á, các bạn copy lại rồi các bạn đi giới thiệu bạn bè thôi sẽ nhận được thêm 100 boy nha. Ok, đó là hoàn thành rồi các bạn. À min. À nhiệm vụ tiếp theo đó là min này các bạn. Nhiệm vụ và nhiệm vụ cuối cùng đó là các bạn nhấn vào cái hộp quà, các bạn kéo lên trên và các bạn nhấn vào cái hộp quà. Thì ở cái hộp quà nó sẽ có cái dòng đó là min sau 3 Delnet 2 này. Nó sẽ mỗi ngày nó sẽ có 5 lần min, thì các bạn nhấn vào đây nhá. Các bạn nhấn vào nút min sau 3 Delnet này. Sau đó cái quý nó sẽ tự động mở ra và yêu cầu các bạn là trả phí min, đó là 100 EBT với lại là phí là 54. Ok, các bạn nhấn nút approve. Ok, sau khi min xong thì min NFT này nó sẽ hiện ra thông báo là nó hiện màu xanh là NFT minter, có nghĩa là các bạn đã min hoàn thành. Là vào trên đây nó sẽ hiện ra là 1/5, nghĩa là các bạn đã min 1 rồi. Thì bây giờ các bạn min thêm 4 lần nữa nhé. Mỗi ngày các bạn sẽ được min 5 lần. Ok. Các bạn chỉ cần nhấn vào 5 lần thôi rồi các bạn trả phí thôi. Hai này. 3 này. 4 này. 5 này. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong. Ok. Ok thì các bạn nhớ phao kẹt nha. Bạn nào mà thiếu phí thì có thể nhấn vào phao kẹt này hoặc là trên ví nó có nút unlock á, các bạn nhấn vào thì nó sẽ cho các bạn là 20.000 thôi. Các bạn nhấn nhiều lên thì các bạn sẽ đủ tiền các bạn mua những cái NFT này thôi. Ok, như vậy là xong. Như sao mình hồi nãy mình chưa buông mà sao có cái đây ra.
sao nó gửi cho mình ở đây ta? À mình min, đúng rồi đúng rồi. Các bạn lưu ý này, các bạn lưu ý là cái ở cái nhiệm vụ ở phần Valid Elwin này này, các bạn kéo xuống bên dưới đó, nó có 5 nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ list này, nhiệm vụ list này này. Thì sau khi các bạn min á, cái min hồi nãy là 5 cái á, cái sau khi các bạn min xong thì nó sẽ cho các bạn là 5 NFT này. Thì bây giờ các bạn chỉ cần list thôi, thì các bạn nhấn vào nút go này, các bạn list nhé, các bạn list lên này. Ok ok, sau khi các bạn min 5 cái thì nó sẽ các bạn min được 5 cái này. Bây giờ các bạn list thôi, thì các bạn nhấn vào nút to list này, list to sell này, những cái NFT mà các bạn vừa min đó, 5 cái NFT mà các bạn vừa min đó. Ok, các bạn chọn 5 cái đó nè, sau đó các bạn nhấn vào nút continue list. Ok rồi, các bạn bán thôi, các bạn điền lại price thôi, 19 đi, 19 triệu đi. Để sau khi các bạn bán lại có người khác mua thì nó, các bạn để cho đủ tiền nhanh các bạn ạ. Rồi các bạn mua lại những cái NFT này đó, các bạn cứ buy sell qua lại thôi, mỗi ngày buy sell qua lại đấy. Ok, sau đó các bạn nhấn vào nút continue list này, rồi xác thực trên ví thôi. Ok, sau khi list xong thì các bạn có thể là quay trở lại, các bạn quay trở lại cái phần là wallet Elwin này, các bạn nhấn vào hộp vào, nhấn vào wallet Elwin thì các bạn kéo xuống bên dưới, thì ở phần nhiệm vụ list này nó sẽ đon thôi, là 5 điểm này, 5 boy đon này. Còn nhiệm vụ buy thì các bạn cần phải đủ tiền thì các bạn mới buy được nhá. Thì các bạn cứ file kẹt cho đủ tiền đây rồi các bạn buy. Ok, thì tiếp theo đó thì các bạn có thể là join vào con Discord, thì bạn nào mà các bạn có thể join vào rồi các bạn feel bad thôi nhá. Thì các bạn nào muốn join thì join, còn không muốn join thì thôi, tại vì chúng ta đã làm trên bot rồi nhá, nó đã lưu lại thông tin cái địa chỉ ví của chúng ta ra trên bot rồi. Còn bạn nào muốn join thì có thể join, còn không join thì thôi. Thì muốn join thì các bạn join vào rồi các bạn có thể là feel bad lại cho họ thôi. Nói chung là ở phần này thì các bạn không cần join Discord này nha các bạn, tại vì nó cái unrob này, cái testnet này là nó yêu cầu chúng ta là kiếm điểm boy ấy, thì chúng ta cứ làm trên bot rồi chúng ta làm trên vết của họ để min rồi ấy thôi. Còn bạn đã join thì sau khi join xong thì các bạn qua phần query này, các bạn chọn vào phần star verification, rồi nó yêu cầu các bạn chọn lại cái gì thì các bạn chọn lại cái đó thôi. Trend là gì ta, xe lửa. Ok, thì sau khi các bạn nhấn query bot thôi, các bạn nhấn vào chọn application này, xe lửa thì mình chọn lại xe lửa thôi, application 6 này. Ok, sau khi các bạn xác thực xong thì nó sẽ mở ra cái mục khác cho các bạn nhé. Ở phần này các bạn nó có mục fill button này nha, các bạn có thể qua đây các bạn fill button thôi. Thì để fill button thì các bạn chỉ cần là kéo lên đây lại đây này, các bạn kéo lên, rồi các bạn kéo xuống bên dưới này, kéo xuống chỗ cái điểm boy của các bạn ấy mà các bạn kiếm được ấy nha. Rồi các bạn chụp lại màn hình này, hoặc là các bạn có thể là vào cái hình ông người này, các bạn vào hình ông người, các bạn vào một profile của các bạn ấy, rồi các bạn chụp lại thôi. Đây, chụp lại những cái NFT của các bạn này. Sau khi chụp xong thì các bạn vào Discord của họ, các bạn gửi hình ảnh lên đây thôi là xong. Và cái Discord này không cần các bạn vô join vào đâu các bạn ạ. Nha. Nói chung là các bạn không cần join đâu. Ok, cái này thì không cần join nha các bạn. Ok, mình thoát đi để chặt. Thì khi nào nó yêu cầu chúng ta join thì chúng ta join thôi. Thì join thì tại vì sau này nó cũng bắt buộc các bạn join nhá. Sau này nó sẽ bắt buộc các bạn join. Tại vì sao? Thì ở phần cái nhiệm vụ này này. Ở phần ở nhiệm vụ thứ ở cái nhiệm vụ thứ thứ mấy đâu mất rồi ta. Ở cái nhiệm vụ thứ hai này, ở cái task 2 này nó có nhiệm vụ thứ hai, đó là join Discord này và get org role này các bạn này. Thì các bạn có thể là join trước luôn cũng được. Thì sau này chúng ta khi các bạn join trước thì có thể để lấy OG Rally trước nha. Còn không join thì thôi. Thôi chắc mình cũng join lại quá. Để sau này để lấy OG cho nhanh các bạn ạ. Join lại thôi.
Đấy, rồi các bạn join thì các bạn có rảnh thì cứ lên đây ấy thôi. Rảnh thì lên đây các bạn chat này, các bạn feel bắt này. Đấy, mỗi ngày các bạn min xong thì các bạn lên đây các bạn feel bắt. Đấy. Rồi các bạn có thể là phần ở phần kéo xuống bên dưới này chốt legend này này, nó có những cái đất nước hình như là ở cái Việt Nam này, các bạn chọn lá cờ Việt Nam thì nó sẽ mở ra cái nhóm Việt Nam cho các bạn thôi nhé, Việt Nam tiếng Việt này. Trong đây có nhiều người trong đây này. Đấy. Các bạn có thể là lên đây các bạn hỏi thôi. Query này. Volume. Hiện tại nó chưa mở OG cho nên là không thể lấy OG được nha các bạn. Các bạn có thể là chat ra đây nhiều thì thấy thôi. Đấy. Trở trong phần ảnh mẫu mình là có hướng dẫn cho các bạn luôn này. Ok thì cái về cái này thì mình sẽ thông báo, khi mà có thông tin thêm thì mình sẽ thông báo cho anh em thêm thôi. Ok thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào cái sự kiện Tenet của dự án Sao 3 chạy trên mạng lưới Aptos. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.